Chào mọi người ha, quay trở lại với Tiên Store nha. Kênh của bà mẹ đẹp vlog, mình là Tiên ở Tiên Store, hàng chuẩn cho từ A đến Z hoặc là hàng gia dụng Đức, hàng gia dụng Đức ha. Bữa nay mình lôi ra mình làm gì? Gần tới Tết rồi, mình làm nem nha. Mình làm nem chua. Nem chua nói theo miền Nam của mình nghe, còn cái nem gì nem nướng hay là ở người Bắc á là chả giò của mình á. Chứ anh em ở Bắc là chả giò chứ không phải nem chua của mình nha. Đây, cái nem chua này nè. Nem chua này mình hay ăn Tết nè, mình làm trong Tết nè, để uống bia hay là ăn bánh tét gì đó có nem chua, bánh tét chân nem chua này nè nha. Cái bịch gia vị nè, ướp nem chua nè. Cái bịch này là của Thái. Còn chữ Thái không? Mình cũng không biết ở Việt Nam có không mà mình cứ nghĩ là Việt Nam nó có. Mà có nhiều chị hỏi mình mấy cái gia vị ướp này, gia vị nem chua này, rồi gia vị ướp xa xíu nữa. Đây, cái gia vị ướp xa xíu này nè, mình cũng có hay làm nhà ăn lắm, làm ngon lắm, đơn giản, chỉ để vô ướp rồi ra thôi. Chứ không có cầu kỳ thêm gia vị này, gia vị kia nữa, một bịch như vậy á là xong. Đi ướp vô là xong, một bịch như vậy thì ướp được khoảng 1 kg đến 1,2 kg thịt nha, của cái xa xíu á. Còn cái nem chua. Nem chua này thì mỗi một bịch này là cho, để mình đọc lại, 500g thì phải, để mình nhớ đây. Ở đây thì để 250g. Nhưng mà mình thấy là của 500g thì nãy hơn 250g sau khi ướp xong cái nó có muối diêm ở trong này nè. Ngoài gia vị rồi thì nó có muối diêm, thì cái bịch muối diêm nó làm cho cái thịt nó chín tái lại, mà chín tái theo cái kiểu là không phải là nấu mà là ướp á, ướp chín để làm mà xúc xích nè, làm salami ở đất nè, rồi mình làm lập lập xưởng này nọ đó. Rồi giờ thì đi làm nem chua. Tại nem chua này thì có hai dạng, một là nem chua từ thịt chín rồi hay là từ thịt sống. Thì thịt sống thì ướp cái muối diêm á, thì nó cũng sẽ chín chín theo kiểu ướp thôi. Đó. Thì ở bên Tiên Store có bán nha mọi người. Tiên Store giờ có cái trang web đó. Trang web mình tu chỉnh lại nè cho nó đẹp đẽ đó. Mọi người bấm là www. Đọc theo tiếng Đức www. Còn tiếng Anh là www.tienstore.net ha. Là ra cái trang web của mình. www.tienstore.net. Gia vị, các loại gia vị, bột tỏi, rồi bột khoai tây, nói chung nhiều loại gia vị ở Đức, ở châu Âu này mình cũng có bán bên Tiên Store đó. Mình xài cái gì mình thấy hay là mình chia sẻ mọi người, mình hay bán luôn. Cái này thì ướp nem ha, bữa nay á, là mình đã xay từ thịt, cục thịt bò, thịt nạc, thịt bò ha, thịt ngon, xay ra băm, thành thịt băm. Thì 1 kg thì mình sẽ dùng cho 2 gói này, một gói này dùng cho 500g thịt. Đó, rồi cái đây là thì là ướp xa xíu nè. Một bịch như thế này mình cũng nói luôn công khai cho mọi người là bán và mình chia sẻ thôi, bán cái vốn là ở bên này mình cũng đã mua là gần 2 đồng một bịch này rồi. Đó, rồi tiền phí ship gửi nữa, cho nên mình bán mỗi một cái bịch này là 110.000 ở Tiên Store nha, tienstore.net. Đây, ướp xa xíu hay là ướp thịt nướng hay nọ, rất là ngon, đơn giản, tiện lợi luôn. Rồi, thì bây giờ trở lại với cái vụ làm nem nè. Thì làm nem á, Tiên chuẩn bị trước một sơ rồi. Hồi nãy thì Tiên cũng không có quay, tại cũng như lu bu. Thì mình từ cái thịt, một đó là mua thịt băm sẵn ngoài chợ. Nhưng mà như vậy thì mình không kiểm soát được là cái thịt băm này người ta, từ cái thịt gì người ta xay ra băm nhỏ cho mình. Thì phải mua nguyên cái cục thịt nạc, thịt bò là ngon, đùi hay gì đó. Rồi mình mới cắt cục nhỏ, mình để vô máy xay thịt băm ra cái ống này nè, đó. Rồi thì là ra được cái này, 1 kg thịt băm nè. Mình để vô tủ lạnh là cho nó hơi hơi lạnh và hơi hơi cứng được chút này nè. À, mọi người coi nè, nó hơi hơi cứng chút xíu như thế này nè. Nó phải hơi hơi xốp lại. Nó không xốp quá nhiều như là làm giò sống, thịt làm giò sống. Nhưng mình để vô tủ lạnh nó cũng hơi hơi xốp xốp lại chút xíu. Không cần quá nhiều. Không còn quá nhiều như giò sống nha. Nhưng mà đừng có để thịt ở bên ngoài, nhất là nhiệt độ của Việt Nam á, là nhiệt độ thời tiết nó nóng á. Để thịt mà nó bời rời hết thì ra cái nem mình nó không có còn dai nữa, nó không dẻo nữa, nó ăn không có ngon. Rồi thì là 1 kg thịt bò xay
bằng máy xay Silvercrest, máy xay thịt băm. Bên mình có bán là máy xay thịt băm hiệu Silvercrest như máy này đang sale ha, còn có 2,6 triệu thôi, đang sale luôn. Mình nói cho mọi người đang sale trong tháng giêng này, để mọi người có làm thịt băm, xay thịt băm hay là làm nem hay là làm chả, làm nem nướng hay là giò sống gì đó, thì để phục vụ bà con rồi lạp xưởng nữa đó, thì là mình đang sale máy xay thịt băm Silvercrest nha, chỉ còn 2,6 triệu thôi đó. Rồi nếu mà không thích hiệu Silvercrest thì nó cũng có hiệu Bosch luôn. Nói chung thì hai hiệu này mình đang xài mình thấy rất ok đó. Thì tùy theo là budget gia đình cho tính là phải mua bao nhiêu, thích thì xài hàng hiệu, nó mắc tiền hơn gấp đôi giá tiền, ví dụ vậy. Còn nếu mà bình dân xài mà vẫn được á, là cái hiệu Silvercrest này mình thấy xài cũng ok. Đương nhiên so với Bosch thì giá tiền nó khác, thì chất lượng nó cũng phải khác rồi, mọi người không thể nào so sánh hai cái giá tiền nó chênh lệch quá nhiều mà nó công dụng chất lượng giống như nhau không được. Cái Bosch thì ví dụ như mình cho 10 điểm đi, thì cái này là tiên thấy là 8 điểm nè. Nói chung xài cũng rất ok, tiên cũng xài cái này cũng được 6 tháng rồi. Còn cái máy nhỏ này tiên đem ra làm gì? Máy xay mini, xay gia vị tỏi ớt hay xay đậu phộng hay là xay gan gạo, xay làm thính cũng được đó. Rồi còn cái này thì là cái máy để ngồi, máy đánh bột, máy đánh bột siêu crack 1.300W công suất cối 6,3 lít, để làm cái gì? Để tiền quét cái này nè, tiền quét cái này cho nó sần sệt, cho nó hơi nhuyễn, không có nhuyễn nhừ như là giò sống nhưng mà nó hơi nhuyễn chút, rồi nêm gia vị rồi vô ốp thôi. Ngoài ra thì còn có thêm bì, bì thì tiên cũng có chuẩn bị nè. Tiên mua ở đây thì nó có bì sợi, nó bán nguyên một cái bịch đó 500 g. Rồi về rửa nước cho nó sạch cái nhớt đi, rồi trụng nước sôi nọ cho nó bớt, rồi đem phơi. Mà phơi xong sau khi chút xíu cho nó ráo sao nó thành gì luôn nè. Nó hiện hồi để vô cắt nhỏ ra thì để vô cho nó đánh sát cái cọng sợi bì này nè, thì nhớ cắt nhỏ một chút xíu nha, rồi để vô cho nó quết, nó trộn chung. Thì ngoài ra những cái gia vị này, mình thường làm nem chua là gì, thì mình nói tới lại một lần nữa, đầu tiên là hầu đậu nha, mình không phải là cái nấu ăn nha, mình cũng đi học trên net của mấy chị thôi, thì mình cũng làm thử hôm nay như thế nào đó. Ngoài ra thì còn có tỏi nè, ớt nè, tiêu nè, làm nem nữa. Đúng ra nó có thêm cái lá dong rồi hoặc là lá rau răm gì đó, nhưng tuần này mình xuống ở Đức này, xuống chợ châu Á mua nó không có, cho nên đành đành trơ trụi không có lá gì hết, nhìn nó không đẹp thì đành chịu thôi, có gì xải nấy, chứ ở nước ngoài nó đâu có thể đầy đủ nguyên vật liệu giống như ở Việt Nam đó. Thì bây giờ là mình tiến hành mình làm, thì sau khi xay thịt, 1 ký thịt bò, thịt nạc đùi bò ngon ra thành thịt băm, để vô tủ lạnh khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi, nó hơi xốp xốp, nó hơi đông đông lại gì nè, chút xíu này nè, rồi mình lấy ra ha. Rồi tỏi thì có hai loại, tiên thấy bên đây để hồi tiên vô xay nhuyễn để ướp vô gia vị với tiêu nữa. Còn một bên thì tỏi này cắt lát lát mỏng, với cắt lát mỏng để hồi khi mà sau khi để cái thịt nem cho nó ấy chút, rồi cho nó mấy tiếng, khoảng chừng 8 đến 10 tiếng bên ngoài cho nó sậm màu, nó tươi màu lại rồi á, thì để nó vô, để mà để cái tỏi với ớt vô và để mà ướp vô nó, nhìn cho nó ngon, ăn nó ngon hơn đó. Chứ mà nem chua mà không có tỏi với ớt thì nói chung nó không ra nem chua. Cái món này nó đặc biệt, nó phải có ớt thì nó mới ngon, nó có tỏi thì mới ngon. Mình thì thêm chút tiêu nữa cho nó đậm đà luôn, chơi luôn. Thì bây giờ mình xay cái, mình dẹp cho nó trắng các bạn ha, rồi mình xay cái gia vị mình quăng vô. Đây. Bây giờ để mình đi lấy cối rồi này nọ rồi mình để vô ha. Rồi bây giờ tới mình xay cái gia vị tỏi ớt nha, xay nhuyễn nó nha. Cái phần tỏi cắt lát này mình chừa lại nha, cái phần tỏi cắt lát với cái miếng dài dài ớt chừa lại. Mình sẽ nhuyễn mấy cái này để mình để vô gia vị mình ướp nha. Cái cối xay mini để xay gia vị tỏi ớt, mấy cái loại hạt đậu phộng này nọ nè.
đậu này nọ đó. Cái gói này cũng có bán ở Tiên Store nha mọi người. Cái này mình cũng có bán luôn nè. Nói chung những cái mình đang xài, những cái nào mình xài mình thấy tốt thì mình mới gửi về Việt Nam bán. Thường là mình check hết. Đây là những cái hàng mình bán là mình đã check rồi, xài ok mình mới gửi về bán, cho nên mọi người yên tâm ha. Cái ớt với cái tỏi thì được rồi, nhưng còn cái tiêu. Thì mình ra được cái dung dịch hỗn hợp này rồi, thì hồi khi mình để thịt vô thì mình ướp nó ha. Rồi bây giờ thứ tự những cái thứ cần chuẩn bị thì đã chuẩn bị xong. Cái này là tháo ra cũng dễ dàng lắm nha mọi người ha. Cái này là mình đem rửa thôi đó, vậy thôi, đơn giản. Ở trên tém rồi chứ. Rồi bây giờ tới gắn cái cối vô cho nó quết nè. Đó. Bây giờ mình hướng dẫn luôn mọi người, có những cái nó cơ bản là gắn cối, gắn bột hoặc là máy bột gắn vào á. Thì Tiên á, theo Tiên nghĩ là cái việc đơn giản quá, ai cũng biết, cho nên là cũng không có để ý. Nhưng mà có nhiều khách mua về không biết cách gắn cối. Gắn nó cứ không có vô cái khớp của nó, thì có cái ổ khóa à. Mình không biết đọc chữ thì cũng có nhìn hình nè. Đây ổ khóa, khóa đây là mở ra, có nghĩa là bên thì đóng bên thì mở, gắn cho nó vô nó phải cứng khừ luôn, nó không có nhúc nhích gì hết trơn á, thì khi đánh nó mới không có quật qua quật lại. Ủa cái nắp đâu ta? À cái nắp nó còn chưa, đánh nó mới không quật qua quật lại. Mọi người mua cái máy đánh bột Silver Crest này của bên Tiên Store của mình nè. Máy đánh bột Silver Crest nó có hai màu, màu xám đen với một cái là màu đỏ. Cối thì là to đùng nè, 6,3 lít nè, to chưa? Đó, thì nó 1.300W công suất. Ngoài đánh bột rồi mình cứ đem quết giò sống nè, quết thịt, quết gì tùm lum, quết trà bông, nói chung làm đủ thứ chuyện chơi. Cái gì mình cũng lôi cái này ra, mình thấy nó tiện á. Đó. Đó, nó có ba cái que đánh. Mình không có giới thiệu là cái máy đánh bột nữa, nhưng mình hướng dẫn cái cách gắn vô để mọi người. Đây, để cái cối vô ha. À, để gần gần một chút nha. Tiên ở nhà mặc đồ ở nhà nó sắp xếp nha, bình thường nha mọi người. Mình ở chợ mình không phải không lẽ giờ mình đi quay đồ làm bếp làm món ăn, cái mình đi thay đồ đẹp lên mặt đậm mà trang điểm thì nó kỳ lắm nha. Mình cũng bình dị bình dân, mình nhà quê xuất xứ ở trong ruộng rồi phèn không, mình cũng không có làm mấy cái chuyện vậy, cho nên mấy chị em nào mà coi hàng hoặc là coi món ăn hay là máy móc thì ấy thôi nha, đừng có để ý trang phục của mình này nọ nha. Rồi để như vậy không thì không được. Đây nó có cái hình mũi tên, để Tiên xâm lại gần cho mọi người thấy ha. Đây kéo gần nè, đây là mũi tên ha. Bên này là hình ổ khóa, bên này là cái ổ khóa nó được mở ra, nó móc về, có nghĩa là nó mở. Khi mà quay theo cái mũi tên này là nó khóa, qua này là nó mở, đúng chưa? Bây giờ mình làm theo y chang vậy ha. Để vô rồi đúng không? Rồi, với lại ngoài ra, mọi người dễ nhận thấy á, nè, ở cái cối này nè, nó có cái này nè. Đó mọi người xoay theo nó vô cái khớp của cái lỗ ở trong này. Của cái lỗ ở chỗ cái máy á, cái cục lồi này nè, nó vô khớp với cái lõm của cái máy ở đây. Đây, lõm vô trong này là được. Để vô. Rồi, dặn nó qua bên trái của Tiên, đang đứng vậy qua bên trái. Cứng, ừ. Ha. Rồi, nó chắc chắn cứng rồi nha. Đó, Tiên bắt thử cứng rồi. Vậy nào mới ok nha. Chứ không phải để vô một cái là được nha, không nha. Phải dặn cho nó cứng, khi mở ra thì dặn ngược lại. Đó, vậy là mở ra. Còn về thì cứng. Là nó giữ cứng nè, thấy chưa? Đó, kiểm tra nó coi, út lắc nó được không? Đó, vậy là nó cứng.
Rồi, bây giờ Tiên bỏ thịt vô. Anh từ từ đây. Giờ bỏ vô. Đây là thịt bò. Sau khi Tiên cắt nhỏ và xay cái máy thịt băm ra. Rồi, giờ Tiên để vô đây. Nhắc lại một lần nữa nha. Mình á, là hậu đậu, mình cũng đi học lỏm của mấy chị trên net thôi nha. Mình không phải là kinh dạy nấu ăn, mình không có giỏi, thậm chí mình không biết gì luôn. Qua đây cực chẳng đã, rồi có con có cái phải làm thôi. Máy đánh bột khi sử dụng, máy tốt cỡ nào, quy trình SMG gì, công suất mạnh, giá tiền bao nhiêu. Phải hỗ trợ nó, phải giúp nó trộn nha mọi người. Khi mình trộn gia vị hay này nọ, hoặc đánh bột cũng vậy nữa. Thì một chút thì phải dừng lại trộn nó một chút xíu chứ nó. Cái máy này tôi mua mắc tiền mà nó phải làm được hết. Nó chỉ là một cái máy thôi. Nó chạy mạnh hoặc là công suất nó bền hay là như thế nào thôi. Chứ nó là một cái máy, nó không thể nào bằng như con người được nha. Cái này nó nguyên cục bự quá, Tiên cắt ra cho nó nhỏ một chút. Để khi nó làm việc nó quết á, nó đỡ lắm một chút. Mình cũng phải giúp hỗ trợ cái máy một chút xíu. Cái máy này nó mạnh. Ây chà, chết rồi, bữa nay Tiên lại quên nữa. Hôm trước cũng thử cái máy bột này để trên cái bàn. Tại cái máy này công suất mạnh á, cho nên đánh á, cái bàn này là cái bàn ngồi ăn thôi, nó không phải bàn làm bếp, cho nên nó sẽ rung lúc lắc. Mà cái máy thì nó cứng khừ, nhưng mà vì công suất nó mạnh, nó lắc cả cái máy, chứ không phải nó lắc lìa lật lội trên cái đầu. Mà hôm trước Tiên đã bị rồi. Đáng lẽ bữa nay Tiên vô cái bếp Tiên làm thì lại tự nhiên quên, lại đứng ở đây rồi làm ở đây luôn. Trời ơi, già cả lẩm cẩm rồi mọi người, thông cảm đi. Bây giờ để thịt vô, xong rồi đúng không? Rồi để gia vị vô. Bây giờ Tiên bỏ thính vô. Một là mua thính, hai là rang gạo lên rồi xay nhuyễn bằng cái cối nhỏ nãy đó. Rang gạo thính cũng được. Còn cái này là Tiên mua hôm trước, nó còn dư, thôi Tiên đẩy hết luôn. Gia vị, đây cái hỗn hợp tỏi ớt rồi tiêu của mình hồi nãy nè. Rồi đây. Xong rồi cái này hầm lên rửa. Làm nem chua lúc đầu tưởng khó nhưng sau này thấy cũng không có khó, cũng đơn giản thôi. Rồi ngoài ra là cái này không được thiếu nha, cái gia vị này nè, cái gia vị ướp nem này nè. Tiên bán 110.000 nha, 110.000 hoặc là gia vị ướp thịt xắt xíu như nãy Tiên nói, 110.000 đi, một lời 10.000, 20.000 gì đó không biết nữa, cỡ đó đó. Nhưng mà tiền chi phí ở Việt Nam, nhân viên rồi tiền chuyển ở Đức này nọ, vậy coi như là không có lời. Mọi người hỏi thì mình bán cho có. Ở trong này khi Tiên cắt ra thì ngoài cái gia vị của nó là cái bột gia vị của nó, còn có cái bịch nhỏ này. Bịch nhỏ này gọi là muối diêm nha, để khi ướp vô cái thịt nó tái, nó chín lại á. Đó, thì mình tới 1 kg thịt lận, cho nên là Tiên dùng tới 2 bịch này. Đầu tiên cái muối diêm khoan nó để vô nha các bạn. Chị để cái gia vị nó vô thôi. Rồi Tiên trộn nó lên. Còn một bịch nữa. Rồi Tiên trộn tiếp này cái này. Cái này cái cối này nó to, nó hơi sâu, tú ở dưới nè. Nó phải trộn tú ở dưới luôn. Đây còn bịch nữa. Rồi cắt luôn ha. Rồi hai bịch. Để coi ra được nhiêu nem đây. Rồi, cũng giống như bên kia, lấy cái muối diêm ra. Rồi, đổ nó vô.
nhìn có vẻ hấp dẫn, nó hắt cái mùi lên, ước gì các bạn nghe được cái mùi nè, nó hắt cái mùi ớt, mùi tỏi thơm quá chừng luôn á nha, chưa ra gì trời mà thấy ngon quá. Rồi cái cây này là cái cây quất ha, quất chà bông, quất thịt làm giò sống gì gắn cái cây này nha, này quất bột đương nhiên là cũng được rồi, gắn cái nắp nha, coi chừng nó văng. Cái này cái máy siêu cát này nó có cái nắp nè, gắn cái nắp lại, che lại. Mình hướng dẫn lại luôn, đây có cái lỗ nè, đây gắn vô cái lỗ này và xoay nó để nó giữ lại. Đó, mọi người cầm thử nó có rớt ra không nha. Gắn có gắn gì, nói chung xài cái gì mình cũng phải kiểm tra coi mình đã gắn vô khít chưa. Rồi, cứng ngắt rồi. Bây giờ nhấn cái nút này cho nó xuống. Bới bới cái này nó ra. Bới nó ra để chi? Để có cái lỗ cho cái cây quế này nó nhúng xuống nè. Lúc đầu thôi nó bị cộm cái thịt hoặc là cái dung dịch bột của mình á. Rồi, bới nó ra. Hình như nó chưa xuống hết. Để cho nó xuống hết đây. Đó, mình nhìn cho mày. Đó, nó phải nghe cái tắc. Cái này nó chở ra lại nha, nó lồi ra lại, cái tắc nó lồi ra lại ngoài thì nó mới đúng nha. Cẩn thận tới mức độ như vậy đó. Khoan, thì phải đi dọn mấy cái thằng bớt, cái thằng này ra. Làm tới đâu dọn tới đó. Để hồi nó bày bên bố trận nghe nhiều quá, làm sao nó không dọn lắm. Dọn tới đó cho nó thức ăn. Rồi, xong cái này thì muốn cái con rửa. Xong hết chưa? Rồi bây giờ Tiên bấm nút cho nó trộn ha, Tiên bấm số 1 thôi. Số 1 kìa. Tại vì thịt của mình nhiều, mình tỏi ớt chị tá tả trong này hết á, cho nên là nó cũng sẽ nghe âm thanh một chút, nó âm thanh nó lớn hơn là trộn bột không. Nhưng mà nó như vậy là bình thường nha mọi người, bởi vì đây là máy công suất mạnh. Nó tới 1300W rồi. Bây giờ là mình cho nó số 1 để nó trộn nè. Rồi kéo gần lại cho mọi người, đem camera gần cho mọi người coi coi nó trộn như thế nào. Đó. Rồi muốn bỏ gì thêm thì mở cái nắp, bỏ nó vô. Đó, thì nó trộn là vậy đó. Cho nó trộn chút xíu rồi mình để bì vô. Đây cái bì nè. Cái bì mua ở chợ châu Á về rồi rửa cho nó sạch nhớt nhau này nọ đó, mình rồi mình cảm thấy nó sạch rồi nó không nhớt nữa thì mình cắt cho nó nhỏ bớt đi đó, Tiên cắt cho nó nhỏ bớt ra rồi mình để từ từ lần lượt vô ha, chứ không để ngồi cái này nó cũng hơi cứng rồi không dính lại nhau. Quan trọng cái máy đánh bột nãy mình đánh ở trên này nó không có lắc là ok, còn cái bàn thì tại vì mình dùng cái bàn ăn nó khác với cái bàn đá làm bếp, cho nên nguyên cái bàn nó lắc á thì nó là cái việc của cái bàn, không có vấn đề tới cái máy nha mọi người. Quan trọng cái đầu này nè, nãy giờ mọi người thấy nó cứng khừ, tại bữa nay mình lại quên nữa, mình lại đánh nha. Ôi trời nó dính. Đây sau khi mình chọn gia vị nó rồi mình để bì vô ha. Cái bì vô từ từ đó, khi mình để vô mình cũng trộn. Cái bì mình để ngoài nãy giờ mình rửa xong mình để ngoài, cái đây trời lạnh quá, bên ngoài có 1 độ à, cho nên nó giống như nó muốn đông lại cái bì, tại bì là từ da heo đó. Và khi nãy mình rửa cho nước nó nóng nó sôi này nọ, cái mình để ngoài cái nhiệt độ lạnh á thì nó dính lại nhau nè. Trời ơi hơi mất công ở hơn Việt Nam thời tiết nó không có bị lạnh, nó không bị đông cái này. Đây thì hơi chịu cực chút xíu, nó cứ dính rồi trộn lên một tí.
Dắt nó cho một tí. Rồi. Lách lách mà cái lỗ nó xuống. À, nó phải cái bật ra lại nha. Mình lại trồng tiếp. Thì tắt mấy cái bì này ra. Nem chua thì phải có bì nha mọi người. Phải có bì ăn mới ngon. Không có bì ăn mới ngon. Mới đầu mình tưởng làm nem nó khó lắm. Mua ở chợ châu Á thì nó bán một chục mà nó gói cục nhỏ xíu à, nó cục nhỏ nhỏ như nè, mà một chục như là cỡ 8 euro tính ra mình cứ nhân chẳng tỷ giá 30 đi là đó 8324 là cỡ 240.000 Việt Nam mà 10 cục nhỏ xíu à, và nó làm ăn cũng có được ngon nữa. Mình lên số 2 một chút nha. Cho nó hơi tơi ra mặn hơn chút xíu. Ở mấy trong này nó dính. Rồi mình lại ngừng để mình trộn nó nha. Mình ngừng để mình trộn nó cái. Đây. Tại vì bắt đầu nó quện lại khi mình trộn gì. Tại này là thịt bò. Thì nó sẽ dính lại với nhau một chút xíu. Ui dồi ôi, sao mà ông dính dữ vậy ông? Đó. Rồi bây giờ mình lại trộn tiếp. Để một chút bì vô nữa. Rồi lại trộn tiếp. Rồi, hình như có vẻ mình để hơi nhiều bì rồi. Rồi 400g trong cái hộp nãy thì mình lấy hết 300g bì. Chắc lần sau bớt lại, chứ có kinh nghiệm. Bớt lại chắc cỡ 200g bì là được rồi quay. Cho 1 ký thịt. 200g bì cho 1 ký thịt. Ok, rồi. Rồi làm cái lỗ cho nó xuống. Tắt. Rồi chuẩn tiếp. Với cái ớt này thì để lúc mà khi mà mình ép, mình cuốn cái nem của mình á, mình để vô cho nên tiên dọn cho nó trắng luôn. Bây giờ chỉ còn lại là cái máy thôi. Đây, coi nè, nó đánh như thế nào. Cái thịt nó bắt đầu nó quyện lại với nhau cho nên nó dính. Trên số 1 mình thấy nó hơi... Đấy, mình lên số 2 đi. Các bạn sẽ thấy nguyên cái bàn nó đang rung. Như mình nói đây là cái bàn ăn, không phải là bàn làm bếp. Mình quay thực tế cho các bạn coi luôn, không có sắp xếp cho nên quên mất đi. Đúng ra là phải vô cái bàn làm bếp. Mà tại bữa nay con gái làm bánh nấu nướng thì trong đó mình mới bày ra ở bên ngoài. Nhưng không phải là cái máy nó lắc nó rung, mà là nguyên cái bàn nó rung. Mọi người phải chú ý điểm đó cho mình nha. Là do cái bàn chứ không phải do cái máy. Rồi bây giờ mình cho nó quớt một chút xíu. Quớt một chút xíu. Rồi bây giờ thì mình đi chuẩn bị mấy cái túi, mấy cái hộp với cái đồ cát nọ để ép cái nem mình cuốn lại ha. Mình để tỏi để ớt mình cuốn lại. Rồi
sau khi mình quết chừng 5-7 phút gì cho nó cái thịt nó mịn một chút xíu. Đây, nó không có nhuyễn thành giò sống nha. Nhìn mình thấy nè, nó hơi sần sệt nè. Để làm nem chua mình hay ăn đó. Cỡ cỡ đó được. Bây giờ mình để muối diêm vô nha. Sau khi mình trộn mình quết một ít rồi, bây giờ mình để muối diêm vô nè. Hai cái gói nhỏ hồi nãy trong cái bịch gia vị nem chua đó, hai muối diêm nãy Tiên chưa để nữa. Giờ Tiên cắt, Tiên để vô. Tại vì khi để muối diêm vô cái thịt nó sẽ đổi màu, nó sẽ cái màu nó sậm lại và nó quỳnh quệt đi, cho nên là nó sẽ nặng hơn, cái cối đánh nó sẽ nặng hơn, cho nên Tiên quết cho cái này nó hơi nhuyễn cái thịt chút rồi Tiên mới để nó vô, tại vì để vô cái này cối nó đánh nặng lắm. Đây nó có sẵn muối diêm luôn. Nói chung nguyên cái bịch ướp gia vị nem chua đó nó có sẵn hết. Gia vị rồi muối diêm nói chung sẵn hết trơn rồi. Mọi người không cần phải thêm cái gì nhiều hết. Chỉ thêm tỏi, ớt và tiêu, nói chung những cái mà gia vị mình hay ăn đó. Thì mình thêm theo cái khẩu vị của mình, ớt nhiều, ớt ít, tỏi nhiều, tỏi ít, bột gì đó là thôi. Rồi bây giờ để vô cho nó đánh lên một chút xíu nữa. Trộn thêm một chút xíu cho nó. Bắt đầu các bạn sẽ thấy nó đổi màu, nó sền sệt, nó đổi màu đi. Thêm muối diêm nó sẽ nặng hơn nha. Để vô muối diêm cái thịt nó sẽ quện xuống nó nặng hơn. Cho nên là mình lên tới nước số 3. Và các bạn sẽ nghe âm thanh nó rất là nặng nề của cái máy đánh. Nhưng mà nếu nó đánh bột thì nó khác. Còn cái này nó mình đang quết thịt nha. Mà một ký thịt mà để muối diêm vô nữa nó cứng nhắc luôn. Cái thịt nó dẻo quẹo cho nên rất là khó đánh. Thì không phải là cái máy nó đánh không nổi đâu. Mình chưa tới sử dụng tới số 4. Nó mới ở số 3 thôi nha các bạn. Đó, ở dụng số 2, số 3 thôi. Cho mọi người nhìn thấy là nó đây, mình bóp vào nè. Cho mọi người nhìn thấy là cái thịt nó đổi màu. Đây, thì cho mọi người thấy, để muối diêm vô là cái thịt nó sẽ đổi màu, nó không còn đỏ giống như nãy nữa nha. Cái màu nó giống như sần sệt vậy đó. Rồi, sau đó thì ngưng và đem ra, đem cái túi dày để đựng đồ trong tủ lạnh đó, đựng đồ đông đá vô tủ lạnh đá này nọ đó, mình cán đó cho nó hết cái phong khí, hết cái lớp ra, rồi để tỏi để ớt vô, rồi mình gói chặt nó lại ha, gói chặt nó lại để ở ngoài. Nếu mà nhiệt độ Việt Nam nó nóng á thì để chừng có vài tiếng à. Mẹ đang quay video kỹ quá, để vài tiếng, khoảng chừng 6 tiếng 4-6 tiếng gì đó là khi cái màu, các bạn thấy cái màu nó tươi lại, khi cái màu nó tươi lại như cái thịt bình thường á, thì sau đó để vô tủ lạnh khoảng 2-3 ngày thì nó chua thì ăn được ha. Còn nếu mà nhiệt độ ở bên Tiên, ở Đức hiện tại đang mùa đông rất là lạnh, bên ngoài 1 độ, buổi tối thì âm độ, thì Tiên phải để tới 10-12 tiếng rồi. Rồi bây giờ Tiên lấy bọc, Tiên để nó vô. Rồi sau khi cái thịt lấy ra khỏi từ cái cối đánh bột ha, để vô cái bọc ha. Một là mọi người để vô cái bọc lớn này, mình cuốn ra, rồi mình làm nguyên cái miếng bự, tảng bự, rồi sau đó mình cắt ra cục mình vuông. Hay là còn không thì lấy cái bọc nhỏ hơn, để nó vô làm phôm tròn, nói chung là phôm tròn hay là cái phôm vuông hay là gì đó, tùy mọi người ha. Giờ Tiên để nó vô đây, nhưng mà phải cho nó hết hơi ra nha, còn cái hơi là nó sẽ hư. Cái này nó chiều dài dày, nó quá dày. Bây giờ Tiên thấy nó mỏng ra một chút. Làm cái gì vậy?
nó làm nem. Ăn chua. Rồi, con đủ mỏng chưa? Chắc cỡ này là vừa nè. Hả? Đây mình cỡ này nha. Cỡ 1 cm, 1,2 cm gì á mọi người. Dày. Đó. Rồi, cái này thì em cũng coi. Cán cho cái không khí trong cái bọng nó ra nè. Giờ đi gấp lại. Gom gom nó lại chút. Rồi sau đó thì bắt đầu để đun nó lên. Đây để tỏi ớt vô ha. Một ký được tới 2 bọc luôn nha. Đây nhưng mà tiên làm cái này trước cho mọi người thôi. Cái thịt sau khi muối diêm vô là nó đang xì gì nè mọi người. Nó đang làm chín dần nha chứ không phải nó bị hư thịt đâu. Bây giờ tiên phải đeo găng tay để bóc cái tỏi với ớt này vô, chứ nếu không cái tay vô mắt là mệt. Rồi, đi lấy găng tay ha, tỏi ớt. Khỉ nó đóng cửa ngầm ngầm nghe thấy ghê chưa? Khỉ này. Thì á, tiên dự định là sau khi đó tiên sẽ cắt nó ra làm từng khúc này rồi mới để vô phô ly cuốn ha, rồi để ăn từ 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 đây tới Tết luôn đó. Tại vì cuối tháng này là Tết rồi đúng không? Bữa nay là chín tây rồi. À, bữa nay là chín từ tây gì rồi đó. Nói chung là còn khoảng 20 ngày. Rồi, thì tiên để tỏi ớt vô và một cái hàng luôn để ngồi cắt khỏi mất công. Tùy mọi người ăn nhiều ăn ít, để nhiều để ít ha. Cắt ở đây. Xúc vô. Xúc vô. Làm cục nem chắc làm nhỏ nhỏ, mỗi lần ăn ít ít nó không ngán. Nói chung là động tác rồi đó, làm về rồi để ớt vô nữa. À, sau khi để ớt để tỏi vô cán sơ cho cái không khí nó ra lại ha. Rồi cho nó vuông vuông cho nó đẹp rồi gấp nó xuống. Nó xuống về cho nó cứng rồi phải băng keo dán nó lại. Ơi ơi sao ông rớt rồi vậy ông. Dán kín nó lại để khi mà nó chuyển màu cái mình để vô tủ lạnh mình đem ra mình cắt nó. Hôm nay mình đem ra mình cắt nó cái mình bọc cái giấy mình gói cái giấy poly từng cục nhỏ đó để khi mình ăn mình bóc nó dễ hơn. Mình còn bung nó ra nữa cho nên cái này chỉ dán đỡ thôi, dán cho nó kín hơi thôi. Rồi xong rồi, bây giờ để cái gì ta. Đây, còn cục kia cũng y chang vậy. Đó, rồi bây giờ để cho nó đổi lại màu. Thấy cái màu nó còn xỉn hơn là nó đang có muối diêm cho nên nó tái cái màu thịt nè. Bây giờ nó chín từ từ. Rồi sau khi
Để ở ngoài chắc Tiên để từ đây tới sáng mai. Bây giờ buổi tối sáng mai là nó ok, là nó đổi màu. Rồi sau đó để vô tủ lạnh một ngày gì đó rồi cái cắt. Còn không thì ngày mai cắt thành mấy cái cục nhỏ vậy nè, rồi quấn cái folie nó lại, cái bọc folie nó lại, rồi để đó, rồi 3 ngày sau là nó chua. Rồi khi nào mình muốn ăn thì ăn, rồi không thì mình cứ để tủ lạnh nó hoài đi cũng được. Đó. Ấn xuống cho cái tỏi, cái ớt mình nó dính vô cái miếng thịt. Rồi, thôi khỏi nó rớt ra. Ok, vậy là xong nem chua nha mọi người. Đây, nem chua. Gia vị thì nem chua mình cũng có bán tại Tiên Store. Rồi máy đánh bột, máy xay thịt băm, máy xay tỏi ớt gia vị cũng có bán ở Tiên Store luôn. Rồi, mọi người có nhu cầu hay là cần hỏi, cần tư vấn gì thì cứ nhắn ở dưới cái kênh YouTube của mình, kênh cá nhân là Bà Mẹ Đẹp Vlog, nick Facebook cá nhân là Bà Mẹ Đẹp. Còn kênh bán hàng của mình ở trang Facebook là Tiên Store Hàng Chuẩn Châu Âu từ A-Z hoặc là Hàng Gia Dụng Đức. Hoặc là mọi người muốn tìm catalog mà nó có sẵn từ ấy ở tại Facebook thì nó trôi bài xuống ha. Thì mọi người vô www.tienstore.net nha. Rồi, chào tạm biệt mọi người nha. Mọi người nếu mà thích thì video của mình thì bấm like, hoặc cần tư vấn gì thì cứ nhắn ở dưới cái màn hình ở đây nè. Nó phía dưới bên góc phải nó có cái mũi tên á, sau khi ghi tựa đề mọi người bấm cái mũi tên nó vô là có phần ghi là chú đấy á, là có số điện thoại Việt Nam, mọi người có thể gọi số điện thoại liên hệ trực tiếp Việt Nam hay nhắn Zalo hoặc cái link để mà đi vô kênh YouTube của mình coi hết tất cả những cái video YouTube của mình, hoặc là cái link đi vô trang Facebook, link đi vô trang website Tiên Store cũng có luôn ha. Tại vì mình cứ hay nghe mọi người hỏi cái này giá nhiêu, này công suất nhiêu, làm này được không, kia được không, thật ra mình có ghi hết ở dưới rồi. Mọi người bấm ở đây là cái màn hình ha, nút phải mũi tên đây là phải nè, bấm vô đó là có hết cả thông tin số điện thoại từ cái trang Facebook hay là trang bán hàng hay trang website là có hết nha. Chào tạm biệt mọi người nha.